túi ni lông, lại túi ni lông nữa, toàn túi ni lông luôn. Bạn có biết một chiếc túi ni lông cần từ 500 đến 1.000 năm để có thể phân hủy được? Năm 2018, cả thế giới chấn động bởi một clip giải phẫu xác của chú cá voi ở biển Thái Lan và người ta đã tìm thấy 8kg rác thải nhựa trong ruột chú cá voi. Nếu túi ni lông lẫn vào đất đai, nó sẽ biến đổi tính chất vật lý của đất đai và khiến cây trồng không phát triển được. Túi ni lông rơi xuống sông ngòi cống rãnh sẽ làm tắc sông ngòi cống rãnh. Túi ni lông rớt xuống biển khiến cho các sinh vật biển ăn phải và chúng dần dần chết đi, làm mất cân bằng sinh thái. Nếu chúng ta đốt túi ni lông, nó sẽ sản sinh ra chất độc dioxin hay furan, sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Có một thói quen mà Thủy Anh thấy rằng chúng ta hay mắc phải, đó chính là đựng thức ăn nóng ở trong túi ni lông sẽ sản sinh những chất độc từ túi ni lông sang thức ăn và ngấm vào cơ thể con người, gây nên những bệnh vô cùng nguy hiểm. Để thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông là điều rất khó khăn, không phải một sớm một chiều, nhưng nếu chúng ta không làm từ bây giờ thì về sau này những tác động đến môi trường sống của chúng ta nó sẽ càng ngày càng lớn hơn, và Thủy Anh cũng không tưởng tượng nổi hậu quả của nó sẽ ra sao. Vì vậy ngày hôm nay thì anh đã quyết định thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông trong cuộc sống của mình bằng cách đặt ra thử thách đi chợ không cần tới túi ni lông. Và chúng ta cùng bắt đầu thử thách này nhé. Hộp sẽ dùng để đựng những thực phẩm tươi sống. Sẽ cùng bắt đầu thử thách đi chợ không dùng túi ni lông nhé.
con vịt đó. Bỏ một cái cũng là bỏ, mà mình dùng đồ nhựa này thì tất nhiên là nó cũng sẽ bản chất nó giống túi ni lông, nhưng mà có thể chúng ta mua 100 lần đi mua nước thì chúng ta chỉ phải dùng một thứ, còn hơn là chúng ta phải dùng 100 cái túi ni lông, đúng không nào? Ngày xưa là không có túi ni lông đúng không ạ? Không, chưa có túi ni lông, hình như là không có. Tại sao là chúng phải đi chợ mà phải mua nước tương? Nước tương vậy, biển mà ở ngoài chợ người bán á, người bán là biển bằng cái lá môn với cái lá chuối gói lại. Gói lại mà gói làm sao để nó túm lại, lá môn nó liền do nó không có bị lủng. Túm lại, là lấy dây lá buộc cái đầu nó là xách về là đổ ra dùng. Quá hay luôn. À, bây giờ mình hình dung lại cái cảnh tượng đó hình như ít ai biết nữa. Trẻ giờ không biết cảnh tượng ở đâu. Mà con thấy là bây giờ mà xài cái đó có khi còn mắc tiền hơn là túi ni lông nữa chứ. Không mắc. Chưa nó lá là đó bỏ, đồ bỏ. Bây giờ nhá, hình như là không bỏ. Không, bây giờ nếu mà trả lại là đó có thể là trồng lên rất mau, nó trồng rất mau. Nhưng mà bây giờ đất để xây nhà hết rồi. À đúng rồi, là có đó. Bao giờ cho đúng rồi. Chưa, mấy cái quán này sàn nó mua cái lá chuối ngon. Trưa nay mình uống xong cái củi để làm gì hả chú? Cô có thể là làm đủ thứ, mà hiện tại thì thực tế bây giờ nó làm cái lòng mứt, nấu chè hoặc là quay sinh tố.
quăng ăn không cũng được. Ngày xưa thì ta làm gì ạ? Ngày xưa thì cũng vẫn vậy thôi, cũng có gì khác thôi. Cái giờ ta chế biến hình thức thôi. Cái gáo mọi người đợi nhé. May quá tự nhiên gặp được là chú rất là thân thiện và chú hào hứng kể những câu chuyện ngày xưa để mình biết. Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ là cái này nó bào nhẵn lại úng lắm, bò tra cái cá vô làm cái gấu uống nước, hoặc là mấy nhà nào mà nghèo quá không có cái chén lấy làm cái chén ăn cơm mà vẫn được thường. Cái mấy chòi trong ruộng để chăn vịt thì cái đó, cái gáo này để ăn cơm hoặc là uống nước đó. Chế biến thầy thấy cái to rồi cái đó cái nó quá. Đúng rồi đó gì vậy. Thế là thử thách đi chợ không dùng túi ni lông của Thủy Anh và bé Ken đã hoàn thành. Mọi người thử xem kết quả của ngày hôm nay như thế nào nhé. Thực sự là lần đầu tiên đi chợ mà không dùng tới túi ni lông, cảm giác rất là phê. Vì tại sao? Lần đầu tiên gom đủ mọi thứ trong một cái túi và mình khệ nệ sách. Bản thân mang theo những cái hộp này, trọng lượng của nó cũng đã nặng hơn bình thường rồi. Wow! Mọi người cùng xem nhé. Đây. Thì anh nhận thấy rằng là các loại củ, quả thì không sao, nhưng mà rau thì sẽ hơi nát. Nói chung là một cái túi này thì mình có thể mua được rất là nhiều đồ. Rồi, mình xem thử xem. Nấm thì vẫn còn khô. Thịt nè. Thì anh thấy rằng mọi thứ mà mình đựng ở trong hộp thì rất là sạch sẽ. Và về chúng ta có thể rửa rồi lại cất vào hộp cho vào tủ lạnh khá là tiện lợi. Nhìn chung là buổi ngày hôm nay thì Thủy Anh thấy rất là bất ngờ vì ngay lần mà mình mua rau thôi đã gặp cao thủ về câu chuyện bảo vệ môi trường. Rồi đến những cô bán tôm hay cô bán cá, khi mình đã xin cái hộp này là mình đã cho đồ ăn vào hộp rồi, các cô vẫn có thói quen là lấy một cái túi ni lông nữa để cho cái hộp vào đấy nữa. Chứng tỏ là gì? Khi chúng ta nhận ra được cái tác hại của túi ni lông thì chúng ta đã đắm chìm trong sự tiện lợi của nó rồi. Vì túi ni lông thì quá dễ dàng để mua, bây giờ mọi nơi đều có. Mà những người đi làm công sở như Thủy Anh thì không có thời gian để mang vác những cái này. Chỉ có ghé qua siêu thị, ghé qua chợ cái là tất cả mọi thứ được để vào túi ni lông và chỉ việc xách đi thôi. Và trung bình một người khi đi chợ sẽ sử dụng từ 5 đến 7 chiếc túi ni lông. Cái phương pháp này của Thủy Anh ngày hôm nay thì Thủy Anh thấy rằng là mình một lần đi chợ đã giảm thải ra môi trường 5 đến 7 cái. Một tuần mình đi chợ 2 đến 3 lần là một tháng, số đó nhân lên. Một năm thì không biết ta đã tiết kiệm được bao nhiêu túi ni lông thải ra khỏi môi trường rồi. Thì cái việc này nó không phải là đơn giản, đúng là cái thử thách đi chợ không dùng túi ni lông nó rất là khó khăn. Và chúng ta còn gặp những cái cảm xúc rất là hỗn độn khi mọi người nhìn mình, tại sao cô này lại không sử dụng túi ni lông nhỉ, tôi đã mất công cho vào túi ni lông rồi mà. Thế nhưng mà chúng ta phải thay đổi ý thức ngay từ bây giờ, tại vì Thủy Anh nghĩ rằng đến đời con cháu của mình giống như bé Ken ấy, rồi bé Ken sẽ tự ý thức được và bé Ken sẽ định vị là cuộc sống không cần thiết phải có túi ni lông, thì như thế là môi trường của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, cuộc sống của chúng ta sẽ tránh được những cái độc hại từ túi ni lông mang đến. Thủy Anh nghĩ rằng là cái việc khó khăn này nó sẽ mất nhiều thời gian, nhưng khi chúng ta cố gắng và chúng ta sắp xếp thì chúng ta sẽ thực hiện được. Giống như các mẹ ngày xưa ấy, đi chợ đâu cần phải túi ni lông, các mẹ đi bằng làn mây này, xong là bó rau, con cá thì có thể buộc bằng cái lạt rồi cho vào những cái lá khoai, lá chuối chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ làm được, mà chúng ta còn may mắn hơn, có thêm những cái sản phẩm thay thế cho túi ni lông nữa. Thì Thủy Anh nghĩ rằng bớt một cũng sẽ là tốt, còn hơn là chúng ta không bớt một cái nào. Hãy ngưng sử dụng túi ni lông ngay từ bây giờ nhé. Các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký để tiếp tục theo dõi những video clip thú vị của gia đình Đa Khôi Thủy Anh nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại.